Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay MOE Đinh Lan Cao Nguyên chúc cả nhà mình sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Khởi nghiệp được 8 năm rồi, từ 23-24. MOE có là sản xuất ra được cái chai sâm của Linh, xin chào. Món quà sáng đẳng đến cấp cho người thân thương, cho nhau tình yêu không bằng tặng chai rượu ngon. Hàng của mình là bao nhiêu thử cho cả nhà, bao nhiêu thử luôn cho cả nhà trải nghiệm miễn phí, cực kỳ ngon, nếm mời quan cho cả nhà. Được quý anh em đánh giá ngon hơn chi bắt, ngon hơn mặt cà lây, đó là mình hạnh phúc lắm, mình vui rồi, vui rồi. Một chai này giá là 1,5 triệu cho cả nhà, bao xịn sò luôn. Mình có hai mẫu, mẫu cao và mẫu xẹt. Cộng tác viên, nhà phân phối, đối tác có nhu cầu kê chung với Huy thì liên hệ số điện thoại 0935 029 429. Em Huy hôm nay mọi người cuối live này nhân dịp Noel thì chúc cho cả gia đình ta ấm áp, an lành. Xin chào và hẹn gặp lại.